Thưa quý vị và các bạn, vào chiều ngày 19 tháng 2 vừa qua, tại văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã diễn ra lễ ký kết thỏa thuận hợp tác xây dựng đề án Huế kinh đô ẩm thực giữa Sở Du lịch Thừa Thiên Huế và Công ty cổ phần Đại Nam Thái Y Viện. Theo đó, chương trình hợp tác xây dựng đề án Huế kinh đô ẩm thực giữa Sở Du lịch Thừa Thiên Huế và Công ty cổ phần Đại Nam Thái Y viện nhằm tạo tiền đề cho việc hình thành chiến lược xây dựng Huế trở thành một kinh đô ẩm thực, từ đó nâng cao hình ảnh của ẩm thực Huế trong khu vực và trên thế giới. Đề án cũng góp phần nâng cao hiệu quả xã hội và hiệu quả kinh tế của ngành du lịch địa phương, đồng thời khẳng định vị thế và sự đa dạng của văn hóa ẩm thực Huế nói riêng và văn hóa ẩm thực Việt Nam nói chung với bạn bè quốc tế, góp phần đưa Thừa Thiên Huế trở thành một điểm du lịch không thể thiếu của du lịch quốc tế trong hành trình đến Việt Nam và Đông Nam Á. Phát biểu tại lễ ký kết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ cho biết, việc xây dựng Huế thành kinh đô ẩm thực là mong mỏi của người dân xứ Huế, nơi được xác định là một trung tâm văn hóa du lịch của Việt Nam và là vùng đất được thừa hưởng một di sản văn hóa đồ sộ có giá trị đặc sắc. Ông Phan Ngọc Thọ cho rằng, với bề dày lịch sử của vùng đất cố đô, mỗi khi nhắc đến Huế, du khách không chỉ biết đến đền đài, lăng tẩm cổ kính mà còn có ẩm thực Huế với phong phú, tinh tế và đa dạng. Nhận thức rõ tầm quan trọng và ngày càng ý thức sâu hơn về những giá trị đặc trưng của ẩm thực Huế cần được bảo tồn, giữ gìn và phát huy giá trị vốn có của ẩm thực Huế. Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành quyết định số 2879 trên quy đề UBND ngày 10 tháng 12 năm 2018 về việc phê duyệt đề cương đề án Huế Kinh Đô ẩm thực đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ đã giao nhiệm vụ cho ngành du lịch chủ trì, phối hợp với các sở, ngành địa phương liên quan cùng với công ty cổ phần Đại Nam Thái Y Viện để triển khai có hiệu quả đề án Huế Kinh Đô Ẩm Thực. Đề ẩm thực Huế tự hào được ghi nhận trên bản đồ ẩm thực của toàn cầu.